Kính thưa cha của anh chị Joanne Nguyễn Văn Thành, quý cha, quý thầy phó thế cùng đồng thế trong thánh lễ an táng, hội đồng mục vụ, các đoàn thể hội đoàn, các đoàn Teresa, ban trị lễ, quý chi vị hiện diện trong thánh đường hôm nay, con học lời cảm ơn từ mẹ hiền. Nguyện xin Chúa mẹ ân ban phúc lành cho tôi xứng với
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô đã để lại cho chúng con bí tích thánh thể là gương thần đi đường, giúp chúng con đủ sức tiến về nhà Chúa. Ước chi nhờ bí tích này, người chỉ dẫn của chúng con là linh hồn Teresa được vào nước Chúa dự tiệc vui muôn thứ. Chúng con cầu xin Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, linh hồn người thân yêu của chúng ta đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, với niềm tin và niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dâng lời cho người thân yêu và lòng từ ái của Chúa chúng ta. Người thân yêu này đã trở nên con cái Chúa có tích của tổ và đã được nuôi dưỡng nơi bản tính con cái trong đức chúa cùng các thánh của Chúa. Xin Chúa thương nhận vào số các thánh của Chúa để được hưởng sự sống. Lời hứa vĩnh cửu chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được
Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu của chúng ta đang thương khóc hy sinh. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô ngày càng đại diện trong vinh quang, vì người là sự sống của chúng ta. Xin các thánh của Chúa đến phù trợ tôi tư chúng ta. Xin đón nhận linh hồn về thế gian mà thân thể Thiên Chúa cao cả. Xin cho tôi tư và cho khi tôi đã quyết đến với Thầy. Xin Thiên Thần Chúa dẫn tôi tới đây cầu phù Abraham. Lạy Chúa, xin cho tôi tới chân được đi yên một mình và cho em dân chúng chiêm soi thẳng cu. Xin cho dân vì phép của Thiên Chúa là người, vì Chúa xuống thế, vì Chúa sinh ra. Thank you.